Hello, chào mừng các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trailer BT Nhật Đức nha. Đấy. Hà Nội rất là nắng các bác ạ. Hiện tại bây giờ ngoài trời đang gần 40 độ C. Đâu. Hôm nay thì em lại review cho các bác một trong những cái mà nó làm ảnh hưởng đến cabin rất là nhiều. Thời gian vừa qua thì một số những bác xe Hyundai HD 10, Hyundai xe nhập đăng kiểm đời cao hẳn hay bị hỏng cái công tắc lên kính nào. Đây thì hôm nay em review về công tắc lên kính này ở bên lái. Đấy, vì vừa sao em nói từ nóng thì mùa hè này mà không có điều hòa trong xe thì tôi chấm hết luôn. Mà bỗng dưng mà cái hỏng cánh cửa mà các bác không lên được cửa thì đúng là cũng như là xông hơi. Đấy, không khác thì chui vào lò bắt quái của tôi không. Thế nên thành ra là hôm nay thì em lại review các bác một trong những cái sản phẩm, đó chính là cái công tắc lên kính của Hyundai 5 tấn và HD10 đời mới nhất. Đấy, con này là con bên lái các bác nhá. Bên lái con này rất là hay bởi nó có lock các bác này. Lock win lock là cái này thì các bác đã biết là khóa kính. Đấy, không cho kính lên xuống được. Đấy, cái thứ hai nữa là nó có cái ở cái nóc auto đôn quyên cái gì thì mình không rõ vì mình không dành tiếng Anh lắm. Đấy, các bác đấy là cái công tắc lên kính, bấm một phát là cái kính tự lên, bấm một phát là kính tự xuống. Đấy, con này là con công tắc lên kính Hyundai 5 tấn HD10 HD40 cộng với Hyundai 5 tấn đề cao. Cái dòng này đặc biệt cái nó rất khác với những cái dòng đời trước là con này nó liền các bác nhé, liền cả cái máng tay này. Đấy, đi liền cả máng tay rất là hay luôn. Đấy, hàng xịn sò các bác nhá, đây xịn mới đét luôn này. Đấy, hàng theo xe luôn các bác nhá, mã vạch cũng còn luôn này. Đấy, ốc cũng còn luôn, cho nhà sản xuất gắn vào đây các bác này. Đấy, rất là hay đúng không các bác. Đấy, thế nên các bác nào mà có nhu cầu hỏng cái công tắc lên kính này thì ủng hộ mình nhá. Hàng xịn sò 100% theo xe luôn. Đây, gần như mới đét luôn này. Ấn này, cái này rất là hay luôn. Cái này nó không cái bạch bạch đâu, nó không có gì cả các bác, nhưng cái này cái bạch bạch các bác này. Đấy, bên phụ cái bạch bạch, bên lái không có gì cả luôn, nhẹ bốp luôn. Đấy, overlock cái này dữ cực. Đấy, một số anh em HD đời thấp hoặc là Hyundai 5 tấn đời thấp rất thích cái này. Nhưng mà vì Việt Nam nó cắt bớt hết một số option rồi. Thế nên người ta không có. Đấy, thì bác nào mà có nhu cầu mà lên cái tay đời cao này thì điện cho mình nhá. Của mình là 0978823083 và 0978823038. Cũng như hotline là 0243861426. Đấy, còn toàn bộ những fan Facebook của mình là phụ tùng ô tô Nhật Đức cũng như là 43 ô tô. Và kênh YouTube này thì em mong anh em ủng hộ và cũng như là ghé qua mình cũng như là ủng hộ mình cũng như là anh em chia sẻ cho mình những cái video hay và bổ ích. Đấy, trước mặt các bác đây đó chính là công tắc lên kính của 5 tấn như là đề cao các bác nhá. Đấy, các bác nào có nhu cầu thì nhớ liên hệ với mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều đến với video này. Hẹn gặp lại anh em ở sản phẩm tiếp theo của phụ tùng ô tô Nhật Đức. Đấy, xịn sò căng đét luôn các bạn, dưới trời nắng Hà Nội 40 độ.